trong cái sản phẩm này thì nó hoàn toàn 100% từ thảo dược, và nó là chiết xuất từ cái hoa lạc tiên Tây này. Và trong chúng ta biết là trong cái hoa lạc tiên Tây thì nó có những cái hoạt chất giúp cho cái hệ tiêu hóa của trẻ nó bớt đi cái áp lực và giúp trẻ thư giãn đi vào giấc ngủ tự nhiên. Thứ hai nữa là cái chiết xuất từ đoạn lá bạc cũng như là lá tía tô đất, nên là nó giúp cho cái thần kinh của bé nó được thư giãn tốt, giúp cho bé đi vào giấc ngủ tự nhiên. Và trong các cái thành phần này nó hoàn toàn nó không có những các cái hoạt chất mà nó tác động lên cái hệ thống thần kinh trung ương, nên là nó rất là an toàn và có thể sử dụng cho bé ngay từ ngày một ngày đầu của cái tháng tuổi.